sinh về các phương pháp giữ gìn sức khỏe cũng như tự chữa bệnh cho mình trong những khi chúng ta ở một mình. Alo. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư đại đức tăng. Kính thưa ngài trụ trì bổ chánh cùng tất cả nội chúng. Tôi là Lương Y Đa Khoa Vũ Minh Chánh, nguyên chủ tịch Hội Đông y quận 3. Hôm nay có nhân duyên đến với buổi tọa đàm của đại đức Hạnh Tuệ để cùng đóng góp chia sẻ kinh nghiệm và những bài thuốc hay dứt bệnh với lại quý đại chúng. Xin thông báo như vậy. Dạ. Nam mô. Thì để trong thời gian á, thì tôi hy vọng nói trong vòng khoảng 3-4 bài thì quý vị đại chúng có những cái gì thắc mắc, cái gì hỏi đó. Thì những bài thuốc tôi giảng đây là cái kinh nghiệm từ hồi lúc làm thầy năm 25 tuổi, năm nay là 74 tuổi rồi mà rất là khỏe, chứ là không còn trẻ nữa mà không đưa kiến không gì hết. Vừa rồi cũng có giảng ở trên chùa bên Cát Lái, thì ở đây có quý vị nào cũng đã tham gia bên đó rồi thì hôm nay có những gì mới, tôi xin nói lại những cái đề tài cũ chứ cái bài này rất là nhiều, mà những bài này rất là quan trọng. Nửa khuya mà làm mệt mà cái rồi á mà chữa không kịp á, trên đường chở đi cấp cứu là chết trên xe. Thì cái bài đầu tiên á thì quý vị là đại chúng là nên ghi chép lại. Đầu tiên tôi đề nó là cái bài lâm sung. Lâm sung là làm mệt đó. Nửa khuya mà làm mệt rồi là kể như không ấy. Thì ở đây á, thì khi mà làm mệt nửa khuya, bất cứ mệt do nguyên do nào, mình dùng, tức là tự người khác làm. Dạ, dạ cảm ơn. Tự người khác làm, tức là mình dùng cái tay trái nha. Thì đây là cái cổ tay, đây là cái huyệt đại lăng nằm ở trên cổ tay này, dưới này là nội quan. Mình cứ vuốt này, vuốt lên, vuốt ngược lên, cứ vuốt ngược lên, vuốt trong vòng 2 phút là hết mệt. Cho dù mệt, tôi là ở bên nước ngoài là 7 năm, tôi về đây là tôi ở luôn, không qua nữa. Về được 2 năm rồi, mở phòng mạch. Bà xã tôi mỗi lần đi máy bay mà lên độ cao á, mặt mày bà không còn chút máu, bà nói bà mệt quá. Thì mình là cấp cứu mà. Tôi mới biểu bà ngồi dậy, tôi vuốt cái tay này. Mấy cô mà ở trong tiếp viên, trong khoa mai cũng nhìn, biết mình là cấp cứu mà. Cái vuốt này vuốt. Chút xíu hỏi là bớt mệt nha, nó bớt mệt. Hỏi còn mệt không? Nó còn mệt tí xíu. Thì mình xây cái lưng, cái tay mình chụm, đánh ngay dùng này, dùng lưng, đánh ngay vỗ nè, bụp, 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 bụp. Mà tự mình vỗ chứ còn người bệnh không có vỗ. Khi mà mình vỗ vậy á, thì cái hơi và nó chạm dịch, nó kêu bụp, 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 không có đau gì hết á. Nó thông nguyên cái lồng ngực này, là hết mệt liền. Đó là cái bài đó, bài đầu tiên. Chứ bây giờ nếu mà bây giờ nó mệt, mà mình chở đi á, thì nó đây nè. Mà mình chở đi á, là lên tới trên xe mệt quá là đứt hơi, nhất những người bị về tim mạch. Bà xã nhà hở bên tim tới giờ không chết. Nhưng mà ở đây thì nó có những cái bài thuốc mà trị về tim mạch không phải mổ. Nhưng mà ở đây thì đại chúng cũng thông cảm cho thầy chánh, là tại vì ở đây là nơi mà tu á, cho nên mình không dám chỉ những bài thuốc đó. Thì mình nói những khoa cấp cứu đó. Đó là bài đầu tiên. Bài thứ hai á, là cái bài chải máu cam. Máu cam nó chải á, ở xứ lạnh á, ở bên Mỹ á, phần đông bị chảy máu cam, mà chính bản thân bị chảy máu cam. Tại vì bên Mỹ nó rất là lạnh, ở bên Cali rất là lạnh. Nhưng mà khi mà lạnh quá mình mở máy hít á, máy hít á, mình hít cái máy hít nhiều quá là chảy máu cam liền. Ở bên này, thí dụ như là
Hồi còn trẻ tôi là cũng là hay nói, có sao mình nói vậy, là tôi cũng hay nhậu quá nóng. Vậy đang đi xe mà nó món canh nó ra mà nó gần tới quán, cái món canh nó chảy, tôi bịch cái mũi lái tới cái quán đi kêu mấy người quen vô kiếm cái cọng dây thun. Khi mà chảy món cam nhớ là tay tay trái nha, cột ở dưới góc này, dưới góc này nhẫn tôi đeo nhẫn, siết mạnh vô xong rồi đứng đưa thẳng lên, đưa về nè, trong vòng 2 phút là nó cầm đeo món cam. Ở bên Mỹ tôi đi Walmart, cái bà Mễ đó, bà chả món cam mà bà cầm nguyên cuộn giấy bà lao à. Cái tôi tiếng Anh mình biết chút thôi, nó ông bạn tới nói vừa tôi giúp cho cô đó. Mình mở bóp ra, trong bóp nào có cọng thun. Bị đưa tay này cột được, bị đứng lên, bà dịnh mới đứng. 2 phút rồi bị lấy ra là không còn cháy nữa. Bà là oh my god, bà lại bà ôm mình. Rất là hay, phương pháp này là những phương pháp cấp cứu. Đó là bài thứ hai. À. Bài thứ ba là bài nứt cục. Cái trứng nứt cục nó rất là khó chịu. Nhiều người nó uống nhiều nam 7 hớp rồi nữ 9 hớp rồi không bao giờ hết. Nhưng mà mình phải tìm hiểu nguyên tại sao nó nứt cục. Có nhiều người nứt cục nguyên cả đêm tới sáng ngày mai cũng chưa hết. Thì đây nó có một phương pháp trị. Khi những người bị nứt cục, thì bởm tôi ra chợ tôi ngồi, có bà đã bị nứt cục, bà làm ướt bởi cái nứt cục. Tôi nói chị bị nứt cục thì lại đi, tôi trị ra. Tôi nói chị sao bị hôm giờ mệt quá. Chị lại cái bà bán độc quá, xin cái bịch ni lông mới lớn vậy. Ni lông mới nha. Biểu bà bịch hết từ lỗ mũi miệng bịch hết rồi chỉ cái thở hít thở bình thường này. Thì bà bịch về thì cái bao lông nó phình lên, nó xẹp xuống theo cái hơi thở bà. Nó chỉ ráng khoảng từ 4-50 cái, nó 50 cái càng tốt. Bà hít cái bao lông từ nó xẹp khoảng gần 40 cái, lấy ra hít nó cục luôn. Là cái đó lý do tại sao nó cục. Ví dụ mình đang đi trên đường mình ngáp một cái thì những cái luồng gió mình á, luồng gió nó thổi ngược là đang đi xe mà nó đập vô mặt mình, thì cái không khí nó lọt ở trong cái miệng mình, nó vô cái buồng phổi mình, thì nó dư cái không khí nó mà sanh ra nứt cục. Thì bây giờ mình á thì phương pháp này gọi là đốt á, đốt cái không khí dư trong buồng phổi là nó hết nứt cục. Nhưng mà cái trứng mà nứt cục á, những người già mà nứt cục là trứng chết, trứng chết á. Mấy người già mà cái nứt cục đó là dưỡng chết. Thành ra cái người già đó mình chỉ cần cho ngậm một muỗng đường cắt trắng thôi. Nếu mà ta còn ngậm mà không phải nuốt hết, cứ nuốt từ từ là nó sẽ hết. Còn nếu mà ngậm nó mà nuốt mà không hết nữa là trời chứng chết. Đó là nãy giờ là ba bài. À, xin hỏi đại chúng có ai hỏi gì không? Có thắc mắc về những cái phương pháp này. Nhưng mà rất là hay, cấp cứu không? Vậy là được rồi. Dạ. Dạ xin giảng tiếp bài khác ha. Đề bài thứ tư á là chị dời leo. Dời leo chắc ở đây ai cũng biết à. Mà khi mà con dời nó leo á, thí dụ nó leo ở trên mình mà người ta nói giáp mí á là chết. Thì hồi nào chưa ai nói chết về bệnh dời leo. Nhưng mà khi mà nó, tại vì khi cái dời leo á, là thứ nhất đầu tiên á, là nó kỵ nước. Mình biết mình tắm vô là nó nhảy được. Nhảy hột và bóng nước á, nó nhảy đường về đáy vậy. Nhưng mà có một bài thuốc trị hết. Hồi đó tôi có đăng lên cái báo mà của bên báo Nguyệt Sang ở bên pháp luật kia, có đăng bài đó. Là ở nhà mình nó thủ một cây là cây mực tàu. Mực tàu nó có hai loại, có loại nhỏ về mà có loại lớn nha, loại lớn nó bằng ngón cái thì cái đó nó hơi mất tiền. Mực tàu nhỏ nó bán có 15-20 ngàn cây, còn cái lớn này chừng 60, không bao nhiêu. Khi mà bị dời leo vậy á, mình về mình lấy cái đít dĩa đó, đít mà dĩa không phải đít kiểu nó không dám, đít mà dĩa xanh á,
Cái mình nhỏ như đó 1, 2, 3 giọt rượu trắng á, cái mình mài ra. Mài xong xuôi rồi mình lấy bông tâm, lấy ba con cái, mình chấm cái đó, mình xức vô. Nhưng mà thí dụ xức là phải biết cách xức. Thí dụ nó nằm ở giữa, cái một giờ lên nằm ở giữa này. Mình xức từ dòng ngoài này, xức vô. Với mình khoanh dùng, khoanh từ ngoài, chặn không cho nó nhảy nữa. Khoanh từ ngoài, khoanh vô tới trong luôn. Một ngày xức ba lần, qua ngày mai hết liền. Khỏi tốn tiền thuốc. Đó là bài thứ tư. Và quý vị đại chúng dưới nghe có rõ mà. Thì hôm nay tôi tới trình bày đây, thì trong này cũng có nhiều người là thầy thuốc, cũng đã từng biết những bài này, hay là cũng từng nghiên cứu. Thì trong khi mà nói cái truyền đạt kinh nghiệm có những gì thiếu sót, thì cũng xin quý vị đại chúng bỏ qua. Dạ. Và có à, cái này alo cái này dạ à, cái này được dạ cảm ơn dạ à, xin bỏ qua. Và nếu mà trong quý vị đại chúng có những bài thuốc nào mà hay thì cần về viết giấy truyền lại cho thầy chánh, thầy chánh cũng học thì mình viết sách, nếu sao mãi mình sẽ chỉ lại cho người ta. Thì trong này nó nhiều bài rất hay. Và có những bài là phải có cái bản để mà giảng. Nhiều bài tiêu chảy rồi nhưng mà không có bản không giảng được. Hay là băng cua, băng lương rồi cũng đâu phải giảng được. Cho nên giảng những bài nào mà để cho nó dễ hiểu. Còn giờ cái bài này là bài trị táo bón. Táo bón là ai cũng bị, không ai bị. Tôi năm nay 74 tuổi, tới giờ không bị táo bón. Nó có cách trị hết. Thì bây giờ những người táo bón là do trong người mình nó nhiệt, uống nước ít quá, một ngày uống 2 lít nước không đủ. Trung bình một ngày mình phải từ 3 đến 4 lít. Thứ hai là ăn rau cải, nó có những chất xơ, nó đi cầu nó dễ. Còn phương pháp điều trị nếu mà táo bón quá, không cần dùng thuốc. Khi bị táo bón, mình buổi sáng mình nó có chai nước suối nhỏ thôi, khoảng 1 ly để ngay đầu giường. Sáng dậy trên giường bước xuống không súc miệng, uống một ly đó. Mình rót ra cái ly đó, chứ đừng cầm chai tu gì cái nó sặc. Uống ly đó xong rồi đi xuống súc miệng làm việc. Khi đi vô trong dress room mình ngồi xuống, cái bàn tay mình á, mình ngồi á là không được cầm điện thoại nghe, không đọc sách. Có gì có cái thói quen vô dress room đó là cầm điện thoại không nên. Tại vì cái tư tưởng này nó phải truyền xuống đây, là mình nói là mình đi vệ sinh. Bàn tay mình dùng bàn tay phải xoa cái bụng, không cần đè mạnh, xoa như vậy nè, đúng 12 cái, buổi sáng là xoa 12 cái, xoa đúng 12 cái, vuốt qua bên phải luôn. Thì cái đường ruột mình nó nằm bên này, gan này là đường ruột này, mình xoa này, xoa đúng 12 cái, vuốt qua bên phải là nó đi ra sạch luôn. Còn nếu muốn đi nữa, vuốt thêm 6 cái nữa. Còn ban ngày mình ăn cái gì mà mình muốn đi cầu nhưng mà tự nhiên mình đi không được, cái vô ngồi vuốt 6 cái, ban ngày thì 6 cái, buổi sáng thì vuốt 12 cái, cái quay không cần phải đè mạnh cái dây 12 cái xong vuốt ra ngoài là đi cầu dễ dàng. À, xin đại chúng hỏi, đại chúng có hỏi cái gì nữa không? À, nên ghi chép lại gì khi biết đâu nửa khuya mà xa thầy thuốc cái nọ mình có để mình dùng. Xin phép có ai hỏi gì không? Làm mệt đó hả? Đây là cái tay trái của mình. Tay trái mình để đây nè. Ngón cái mình để đây. Nhưng mà người khác vuốt nè. Chứ người bệnh không vuốt được. Người khác vuốt á, hai ngón cái này là hai cái nhân điện. Bấm quyệt cái này ta bấm hai cái là nhân điện. Mình vuốt này, vuốt từ đây nè, vuốt từ đây, vuốt xuống này. Vuốt thẳng đây nè, vuốt này. Cái vuốt này, không có đau gì. Tại đây là cái đường kinh tim mạch, nó chạy cho tim. Nó mệt là do tim mạch. Khi mình vuốt về á, nó khỏe rồi. Mình làm cho nó hết luôn. Hỏi còn khỏe chưa hay còn mệt, nó còn mệt. Quay cái lưng ra, để cái tay chụm, đánh cho lưng, cái vỗ, bụp, bụp, bụp.
khi mà dỗ vậy á, là thông ngay tới đứt ngực này, nó nở những cơ hoành này, là nó hết mệt này. Rất là đơn giản. Nhưng mà đừng có vuốt dài quá, chỉ vuốt dài đặt có khúc à. Từ đây lên tới cái dây đồng hồ này, cái vuốt này vuốt liên tục nha, đó vuốt nè, đó vuốt liên tục nha, chứ không phải vuốt hết xuống như này, không phải như vậy này. Cái này là cái những cái quyệt á, trong này có quyệt mà nội quan nó về đó, nó dị về tim mạch đó, là nó rất là hay. Tại chị hiểu á, dạ, ơi cảm ơn nè, cái thắc mắc gì, cái gì? Chiều kim đồng hồ, dạ dạ, rồi cảm ơn nhiều. Dạ con xin chào lưu vi ạ, con hỏi là mẹ con nay 60 tuổi á, bị thoái hóa xương khớp rồi đốt cổ, cái sốt cổ xuống bên bả vai phải á, thì đau một thời gian đã được 7-8 năm rồi, và bị rất nhiều tiêu hóa không có giảm, nó càng lớn hết. Dạ, thì xin trả lời thế này. Đây là tôi chỉ những bài thuốc đơn giản để mà cấp cứu, hay những bài thuốc gì khi mình tốn tiền nó lấy đi tốn tiền, thuốc tây cũng mất, thuốc nào uống hoài thì đáng mất. Thuốc tây cũng hết bệnh này nó sanh bệnh khác. Đông y nó uống không phải uống 1-2 thang mà hết, uống có thể là 5 thang trở lên nó mới thấm. Tại đây những cái bệnh mà của đại chúng vừa hỏi á, thì cái đó là nó phải xem cái mạch, là coi cái triệu chứng cái bệnh như thế nào, nó bị xương mà xương như thế nào, nó trật khớp xương hay là nó thoái quá cột sống, nó thoái cái cột sống như này nó lan ra hai cánh tay, nó lại khác nữa. Thì cái đó là để một chút nữa có cái chặt cái vít á, thì cần gì đó thì cái việc liên hệ sau cũng được. Còn đây là chỉ những bài thuốc mà đơn giản thôi, tự mình làm mà rất là đơn giản. Chứ cái này đúng các thầy không ai chỉ đâu. Chút nữa có bài bao tử, nếu mà người nào biết mình làm mình bán người ta không tiền không, mà uống hết. Rất là đơn giản đó. Đó. Vậy tới bón rồi, giờ leo rồi. Còn có nhiều, nhất là phụ nữ, lên xe là ói. Ói từ ở đây, ví dụ có nhiều người ói từ thành phố mình lên đến Cà Mau là nằm mềm như trái chuối. Đó. Ói mổ là không ngăn uống. Cái bữa đó tình cờ gặp. Cho nên sau Tết này có nhiều quen Tết nên con không dám đi nữa. Đi xe ói quá. Bây giờ hết muốn ăn mà muốn hết rồi chỉ hết liền. Nó con làm đủ cách rồi. Thế nào mà con ngậm vàng á, người ta chỉ ngậm vàng vô. Mà con cũng ói rồi, con mất hình chỉ vàng. Đó. Thế nay chỉ cần đọc lên xe là nghe cái mùi khói xe là mình muốn ói rồi. Đọc thầm trong tâm 720640. Cứ thử đi, đi tới Cà Mau không ói luôn. Không ói một lần nào. 720640. Nó rất là hay. Tại vì cái này á, là bên cái môn mà kinh dịch, tôi dạy về, đang dạy kinh dịch đấy à. Thì cái này là trong nằm trong cái kinh dịch. 720 đó là cái tỳ vị á, là cái bao tử. 640 là cái thận. Mình nói không là do cái bao tử mình nó đẩy lên. Bây giờ cái thận nó kéo xuống. Nó làm cái thận, thận mình nó khỏe rồi. Là khi mình đọc thầm thầm á, đừng đọc lớn mà ta nói mình không được tốt nha. Đọc thầm thầm. Cái chút xíu buồn ngủ là ngủ, mở mắt dậy là cái gì đọc. Thế nữa mà cách đây tháng đi Phan Thiết chơi, có đứa gái nó chút xíu rồi. Cái ba nó chuẩn bị bay lông, lên xe chuẩn bị. Ủa anh chuẩn bị làm gì? Nhỏ đi hai ối đó. Đâu anh thử, anh dạy nó đọc ra. Anh dạy đọc á, ổng đọc. Ổng đọc chút xíu, nó xà lòng, nó buồn ngủ, nó ngủ luôn. Mà đi về không có một lần nào. Rất là hay. Những phương pháp này rất là đơn giản. Mình biết á, những cái thì anh chỉ đây mình biết về, nếu ấy mình nên chỉ lại cho người ta.
Dạ. À, xin phép nè, cái trường hợp mà cái lâm xung nãy chỉ trị về mệt nè, mệt nửa khuya mệt mà cây bệnh viện lại chờ xe cứu lại chở đi nửa đường chết rồi, nó mệt quá chết, nhất là những người bị bệnh về tim mạch. Còn trường hợp mà về bị tê tai mà bị tai biến, nếu mà cấp cứu nó lại khác. Nếu mà biết á, trong ngành tôi hồi xưa tôi cũng chăm cứu mà, chỉ chích 10 đầu ngón tay 10 đầu ngón chân nặng ra, chích rồi nặng ra chui con côn chạy chích, nghĩa là cấp cứu thì có thể được. Với thứ hai nữa, mình phải biết cái triệu chứng sắp sửa bị liệt, mình lo đi trị liền, đừng để liệt rồi trị, chứ mình phải biết trong người mình đó, là mình biết cơ thể mình nó bệnh nó nằm ở đâu, mình phải lo và trị trước. Nhưng mà tôi đặc biệt trời phú do một cái không uống thuốc, hồi nhỏ uống thuốc Bắc, qua Mỹ 7 năm không muốn viên thuốc Tây, không đi khám bác sĩ, về đây không muốn viên thuốc nào mà giảm khỏe mình. Lý do mình biết phòng. Phòng là gì? Ăn vừa đủ no, đừng no quá. Thứ hai, không kiêng cử, ăn rau cải nhiều, phương pháp tôi trị nó khác. Thứ ba, những người đàn ông nhậu, nhậu vừa sức, chứ không phải nhậu là nghe ta khích rồi nhậu tới là mình sẽ chết. Mình phải thương mình còn gia đình, còn vợ con. Nói chung là tất cả những cái môn nào, từ ăn uống mọi cái, nó cũng đều có một cái mức độ đó, thì nó mới thành. Và mình phải lắng nghe cơ thể mình. Ví dụ mình ăn vô mình tự nhiên đau tử đây, thì mình ăn ít lại, mình kiếm thuốc mình uống liền, thì làm sao có bệnh được. Thấy không? Mình ăn vô cái nó đau rồi, triệu chứng đau tử rồi, thì mình ăn vô qua ngày mai nó hết đau, mình ăn thoải mái. Nhưng mà khi nó đau rồi đó, là lúc đó là xuất huyết bao tử, nó lại là mệt nữa. Đó. Chị mới hỏi cái câu mà bị liệt, cái phân tách thì nghe gì hiểu rồi. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Có những người nó nóng quá, nó bị kiết á. Kiết mà kiết nhiệt chứ không phải kiết hàn. Cái kiết nó kia làm hai cái hàn cái nhiệt. Đây đang nói về kiết mà kiết nhiệt á. Nó xin lỗi một ngày đi cầu mười mấy lần, chỉ có một bài thuốc trị thôi. Mà hồi xưa chính bản thân tôi đã bị, làm một bài uống tới bây giờ luôn. Ai bị một kiết nhiệt, nó xin lỗi đi vệ sinh đó, nó chỉ đờ mới nhớ thôi, cái vô chút xíu mắc đi nữa. Cái này rất là đơn giản. Cái này là cái lá mơ lông của mình đó. Lá mơ lông một nắm tay, về rửa sạch ra, rồi sắc nhuyễn ra, bắt cái chảo lên bỏ vô thì nó đã ướt rồi. Đập một cái hột gà, hột gà mà lấy trồng đỏ không lấy trồng trắng, tại mình đi nó làm trồng trắng nó sinh đàm, trồng đỏ nó bổ. Bỏ vô cái xào, chứ nó khô quá mình chế nước xào nó khô lại. Đầu một ngày ăn 3 muỗng, ăn 2 ngày là không còn nữa. Vì khi ăn buổi sáng, ăn sáng chơi là muỗng mà cà phê, muỗng đầy nhai, thấy ngon quá, làm thêm muỗng cũng được, không sao, không có hại gì. Nhiều khi mình ăn trong ngày đó là mình đã hết rồi, đâu có tốn gì thuốc. Cho nên nếu mà cái lá mơ lông đó, nó rất là hay, nó trị về cái đường ruột đó, nó rất là hay. Cho nên ở nhà mình nếu ai thích trồng cây, nên trồng cái cây đó. Mình hái mình ăn chung với rau sống, đó, rất là tốt rồi, cái lá mơ lông. Dạ. Đây có những người mà có nhà dưới quê á, mà nhà tức là trong này nó đủ bài hết, nhưng mà cái kinh nghiệm tôi đi hồi đi Bến Tre đang ngồi ăn cơm, cái nói thầy, nó biết mình làm thầy thuốc á, nó thầy qua coi nhỏ gái bị làm băng, nó xin lỗi nha, bị làm băng số xảo, cái chạy qua rồi mặt mày xanh lè, nó đang gói, bây giờ biểu rút cái gói liền, lấy gói chìm dưới chân
mỗi người một tay, một người nấu một miếng nước sôi. Một người dưới quê nó có một cái muội nồi nấu ăn á, chứ mình lấy dẻ mình lau, mình cạo một muỗng canh. Một người chạy ra vườn hái nấm cỏ mực, cái bức đại lên cái một nấm nhỏ thôi, về rửa sạch sắc ra bỏ vô giả, giả muỗng nồi với cỏ mực hả, giả cho nó nát xong xuôi rồi cái nước đang sôi chế vô quậy đều lên, chắc ra khoảng gần một chén, uống trong vòng 5 phút sau cầm liền, rất là hay. Bài đó là kinh nghiệm luôn, 5 phút sau cầm liền. Nó rất là đơn giản. Cái đó mà nó ở trong quê hồi xưa Bến Tre mà nó khó khăn, muốn đi ra trạm y tế là mới bệnh vậy là phải cán cái võng, mà nửa khuya phải đốt cái đuốc đi ra, nó rất là phiền. Cái bài này xưa lắm, nhưng mà tôi nhớ đâu tôi chép luôn lại hết để mà mình truyền bá lại. Còn bây giờ trong này, các đại chúng năm nay, những người nào muốn trẻ như tôi, 74 tuổi vẫn khỏe, tôi chỉ bài trẻ hoài, sống lâu. Tôi sống tới 69 tuổi mới chết, tháng 9 này, năm nay mới có 74 tuổi. Cái bài này tới giờ tôi vẫn dùng, đừng nghe ai nói đó. Là cái mật ong. Trong mạng nói buổi sáng uống mật ong rất độc. Nhưng mà bản thân tôi uống năm hai mấy tuổi, năm nay 74 tuổi, nhưng mà phải biết cách uống. Mật ong á, nếu mà có mật ong mà rừng á, thì càng tốt. Còn nếu không có mật ong rừng, mật ong mình mua ở cửa hàng cũng được. Cái sáng dậy á, là súc miệng rửa mặt xong, múc muỗng mật ong, lấy chút xíu nước thôi, rồi cái mình mới nặn chanh vô. Nhưng mà đừng có nặng, nghe nó nặng nửa trái là người nào đau bao tử là tiêu liền. Mình nặng khoảng 4-5 giọt thôi, quậy đều uống một cái. Người nào không quen uống chút xíu nữa là nó đi vệ sinh, đi ra hết. Nhưng muốn hoài nó quen. Cái phổi là cái mật ong đi vô cái phổi. Cái gì đó, mình không có bị mà cảm mạo mình cũng bị. Còn cái chanh là sức đề kháng cơ thể, rất là đơn giản. Tới bây giờ tháng này tôi cũng uống, năm nay thấy rất là khỏe, không đưa ký không gì. Mà đi đứng rồi tất cả là khỏe. Còn chạy xe đá bình thường. Dạ. Đại chúng có hỏi về những bài thuốc mà mới vừa. Dạ, đại xin mời. Dạ. Phương pháp thì rất là nhiều. Tôi ở Mỹ mà những người Việt Nam đi qua, bây giờ con bệnh nói thầy chị sao, bệnh gì, nó rõ nguyên nhân, chỉ đọc cái số hết bệnh. Phương pháp nó rất là hay, không tốn đồng bạc đọc số hết bệnh. Đó. Nhưng mà đây là chỉ giảng những bài thuốc đơn giản. Nếu mà đọc số là phải lên cũng khỏe. Tôi hồi đấy tôi qua Mỹ tôi đi Hilton. Mình là con nhà Phật, đi vô rồi mấy sư rước qua chùa đó. Thì tối người ta tụng kinh, thì mình con nhà Phật mình cũng ra mình tụng kinh. Nhưng mà đứng lên quỳ xuống lại là mấy chục lại, mình lại đâu có quen. Cái đứng lên Nam Mô Phật, cái quỳ xuống cái sáng cả, đứng như cái về đứng lên. Tối về nằm ngủ, ngủ được. Nguyên cuộc sống nó đau, từ cằm cổ ra xuống tới lưng quần. Nằm nghiêng cũng đau, nghiêng qua lại, mà đọc có số. Có bắt đầu lên cái quẻ đọc cái số ra là ngủ cái sáng qua ngày mai bình thường, không có đau nhức nè. Chứ bây giờ mà nói mà để chờ mà lại kiếm cái số đọc thì nó hơi khó. Dạ. Cái đó là nếu mà quý vị thì chúng hôm nào mà có dịp mà ghé một mạch á, thì cái đau vai gáy này nó có nhiều chứng chứ không phải là một chứng. Thứ nhất là do nó chèn cái cục sống cổ mà nó làm cho đau cái vai gáy này. Đó. Cái thứ hai, những người mà hay lắc cái đầu á, lắc cái cốc cốp nghe đã, nhưng mà cái đó không nên. Lắc tuổi trẻ được, vì già xương khớp mình yếu, lắc cái nó đi, nó quẹo cái đầu qua bên là rất là nguy hiểm. Đó. Còn
Còn mà nó bị tê tay chân hay là nhức từ đây, nhiều khi những người trẻ do nghề nghiệp hay là nhức chân do phong thấp, nhức chân do làm những nghề nghiệp. Ví dụ mình đi nhà hàng mà rửa chén thì mình tối ngày cứ cái tay mình đụng nước không, thì lâu ngày nó thấm nước vô, nó sanh ra bệnh. Thì lúc đó mình đeo găng tay. Mấy người mà lội với người ta làm việc á, người ta cấp cho một cái đôi giày, mình không mang, mang nó bự quá, rồi cái đi mang dép đi lịp xẹp, thì lâu ngày nó bị phong thấp. Rất dễ dàng. Nói chung là ở đời này tất cả bệnh nào cũng đều trị hết, nhưng mà mình phải biết rõ là trị như thế nào để cho nó hết. Còn đây là chỉ nói những bài thuốc đơn giản thôi, chứ là khi không có bài thuốc hay là nhiều cái thuốc mà ở đây tốn tiền mà cuối cùng hết. Đây có ai hỏi gì? Dạ. Dạ, chị con xin hỏi là nếu mà mình bị sốt cao và muốn hạ sốt với lại nếu mà một người đột nhiên có huyết áp hoặc huyết cao và muốn hạ huyết áp thì sẽ xử lý như nào? Dạ, bà đang chút giảng tới huyết áp với tiểu đường. Tiểu đường á, người ta rước đi Pháp cũng nhờ cái bài tiểu đường, đi 2 tháng Pháp. Cái bài cao huyết áp này tôi chỉ rất nhiều người, nó không phải là chỉ dứt bệnh huyết áp, nhưng mà huyết áp nó không lên. Mà không, từ Việt Nam qua tới Mỹ chỉ hết. Bây giờ muốn trị về cao huyết áp thì bây giờ mình mua chanh, tới chanh là chanh lớn này, mua 1 ký, 1 ký chanh, 1 ký đường với 1 cái hũ keo nhỏ thôi, ok thủy tinh đó. Về cái mình rửa chanh cho nó sạch, cắt làm đôi, mình lau khô, cắt làm đôi chanh, cứ bỏ lớp chanh, lớp đường, lớp chanh, lớp đường, cứ lấy cái bịch ni lông đậy lại, lấy cái nắp đậy lên cho nó kín, dặn lại, đút vô chỗ mát, vô chỗ nào mát á, ngâm nó trong vòng khoảng 1 tháng. Thì 1 tháng buổi sáng về súc miệng nước mặt xong, mình kéo hũ ra mình nghiêng, lấy cái muỗng cà phê đá múc một muỗng. Thì do cái sự mà nó do những cái trong nó làm những cái nó chảy nước ra, chứ không phải là bị đường mà kỵ đường, không phải vậy. Thì khi mình múc muỗng mình uống thì huyết áp từ nó ổn định, nhưng mà uống phải uống thường xuyên. Uống thường xuyên thì nó mới hết. Tôi chỉ người ta uống hết. Thì quý vị đại chúng về cái việc làm mà cái bài nó rất là đơn giản. Có ai hỏi gì nữa? Dạ. Quý áp thuộc ra còn dễ nữa. Quý áp thuộc mỗi ngày mua 100 gram thịt bò. Ông cái này tu cái gì không? Bên này không sao, cái bên chỗ khác thì không. Thịt bò về 100 gram, bầm nát ra, bầm với là 3 lát gừng, gừng tươi nha. Gừng á, bỏ vô bầm nhuyễn luôn. Lấy cái rế dưới để cái tô. Khi bầm cái thịt bò với gừng bỏ vô đó, lấy cái muỗng đè ra cho nó ra cái nước, uống cái nước đó. Thứ nhất là nó bổ, thứ hai là nó tăng huyết áp. Như mình uống vô mình đo, ví dụ như 10 ngày mình đo lại mà thấy huyết áp mình ổn định, không nên uống nữa. Tại cái nó bổ và nó tăng huyết áp. Không, đơn giản. Về cái cao huyết áp gì đấy hả? Dạ. Một cái bài này có nhiều người già vẫn bị, cái là xuyển kinh niên. Có nhiều người xuyển con nước, xuyển khò khè, xuyển kinh niên. Cái bài này alo mọi mất điện alo. Cái bài này rất là đơn giản. Cái bài này tôi cũng học ra hồi đó. Thấy mình làm thầy còn trẻ quá, đi ăn đám dỗ. Ông già nói, chú mày làm thầy lâu mau, nó còn làm đến 10 năm. Mày biết bài thuốc xỉn không? Dạ không. Nghe nó khoai mình khoái. Ông về ông dỡ cái bàn thờ lên, ở dưới nó cái hũ ba lớn. Ông để còn mấy chục hũ.
Mà cái bài này rất là đơn giản mà nhiều người đã làm nhưng mà không biết. Là tỏi, cái tỏi mình á, mình lột ra. Tỏi thì nhớ là cái tỏi mà cái củ nó tròn lỉnh mà cái nó tròn nó láng á, đừng mua tỏi, tỏi là tỏi Trung Quốc. Tôi về tôi biết cái nào của Trung Quốc, tôi nghiên cứu mà. Mua cái tỏi mà ví dụ như cái hột mà nó lấy mà nó dày á, tỏi Việt Nam mình thôi. Thì cái tỏi đó mình lột ra, mua một cái hũ keo, mình để một làng, ví dụ như 50 hũ cũng được. Xong rồi mình bỏ tỏi vô đó, mình chế cái rượu trắng vô, chế cho nó ngập cái mặt, để đó ngâm. Ông ngâm có nhiều hũ lên tới mấy năm. Mà ông nói ông xỉn á, ông xỉn từ năm 27-28 tuổi. Xỉn đó, mỗi lần xỉn này trở đi con cú, nó lên xỉn. Mà ổng ốm cái vai nó rút á, nó khè khè lên, phải chở đi nhà có điều kiện. Mỗi lần xỉn lên nó thở nữa, phải chở đi cấp cứu. Sao ai chỉ không biết, mỗi lần lên xỉn, ổng dở ra, mở nó bình ra, uống một muỗng cà phê nhỏ đâu. Ngồi trong vòng khoảng 3 phút tới 5 phút, xỉn nó hạ liền, tức tốc hạ liền. Ổng muốn nó cho tới lúc mà ổng chết, không bao giờ đi bệnh viện, về cái bệnh xỉn. Những bài thuốc này có nhiều người biết, nhưng mà bài nó rất là hay. Đó là xỉn kinh niên. Bây giờ nó có một cái chứng bệnh này mà tôi chỉ nhiều người bây giờ ta đi được rồi. Là tự nhiên, nhất là phụ nữ hay bị, do lao động cực quá, do sanh để nhiều, về già nó biến chứng. Với thứ hai nữa, ăn uống không kiêng cử, nó phát tướng mọc quá. Bà kia bị, trong gia đình bà với đứa con gái bị luôn, không biết sao bị. Hai chân bà dởm lên, bà đi không được, bà đi lết dưới đất thôi. Mà đứa con gái người ta tới nhà ở bên bển, người ta bấm chuông, mà từ nhà ra cái cửa ngay cái cột đó, mà nó chỉ lết tới nó mở cửa. Mà đi châm cứu bên Mỹ là thuốc là rất là hay. Đi bác sĩ gia đình không hết, đi bệnh viện không hết, đi Hàn Quốc đi châm cứu rồi không hết. Bữa đó em mình nói tình cờ mà chỉ là mình. Bữa đó thì bà có cái ông già đó, bà đang ngồi xe lăn, bà đi tới chỗ mà Hàn Quốc á, bà châm cứu. Ông già hỏi chị bị lao mau rồi, tôi bị nay gần cả năm mấy nay không đi nổi, hai chân dở lên, còn không có sưng gì dở lên, giờ muốn bỏ xe lăn, dạ muốn chứ. Ông chỉ cho bài thuốc, bảo có 10 ngày bỏ xe đứng thì đi bình thường. Biết cái bài thuốc gì không? Cái bình sữa của mình, cái bình sữa mà 4 gallon hay 5 gallon, nó có nắp màu xanh màu đỏ, có đường hay không có đường cũng được. Với 5 củ tỏi, 5 củ mà. Cái tỏi về mình lột vỏ ra, mình lột cái vỏ tỏi ra, xong bỏ vô trong cái máy mình xay. Xay không xay nhuyễn mà xay thô á, mình bỏ vô mình xay. Xong xuôi rồi mình bắt cái nồi lên bếp, cái bình cái lông sữa đó mình đổ vô, cái tỏi đó mình cạo bỏ vô, bực lửa cho nó sôi cái quậy, cho nó cái tỏi với cái sữa đều lại. Khi nó sôi rồi đó, mình hạ lửa xuống, cho đi riêu khoảng chừng 5 phút, tắt lửa, để cho nó nguội. Mình lấy cái rây, mình bỏ cái tỏi đi, lấy cái nước đó, đổ ngược lại lên bình, bỏ vô ngăn mát tủ lạnh. Sáng uống một ly, chiều uống một ly, bỏ uống có 10 ngày, đi đứng bình thường. Mà cái đó, cái bài thuốc đó, đã chỉ nhiều người nhưng mà có nhiều người uống được. Tại vì nó hăng cái mùi tỏi á, tái ngược. Mà cái bài đó rất là hay, chỉ mấy người đều đi được hết. Tự nhiên sưng đó. Có nhiều người, nhất là phụ nữ hay bị. Rồi xỉn rồi. Về cái bài tiểu đường. Cái bài này rất quan trọng, tiểu đường này ai cũng sợ tiểu đường. À, mà cái tiểu đường này á, tôi xưa tôi nhờ bài này tiểu đường mà người ta rước đi Pháp 2 tháng. Ông nó học trò, ông về ông thăm mình, ông già rồi. Mỗi lần ăn nó xin phép thầy,
ông rút lên, ông dở bụng lên, ông tiêm insulin á, tiêm đây mình đang ăn mà thấy ông tiêm tự nhiên mà hơi dội, nhưng mà thôi kệ đó, mình bỏ qua. Cái nói bây giờ anh muốn hết đi đường không? Bây giờ đi về để mấy tháng? Nói dạ con về 2 tháng. Ông già rồi, năm nay ông 80 mấy tuổi rồi, về 2 tháng. Bây giờ tôi làm cho anh uống trong vòng 10 nửa tháng. Cái mình làm bắt mỗi ngày ông ghé ông lấy gì đó, mình làm cho có cái bài thuốc luôn, nó quan trọng. Biết làm gì không? Tôi ra hái con mực á, hái một lọn tay cả gốc rễ luôn quả này, về rửa sạch cỏ mực á, cây cỏ mực, cỏ mực ai cũng biết á, về rửa sạch đi, sắc nghiễn ra bỏ vô máy xay sinh tố, đổ vô một ly cối nước á, ly cối mà ly cho đá hồi xưa đó, bỏ vô xay nghiễn đi nghiễn, xong tôi đổ ra cái ly mình cover lại, chứ mình lấy cái bọc lại bỏ vô ngăn mát tủ lạnh. Nếu muốn uống á, thì tối nay làm, ngày mai uống. Sáng dậy súc miệng nó mặt xong, lấy cái ly ra, quậy đều, uống một khúc. Sáng uống một khúc, trưa uống một khúc, tối uống một khúc. Là trị về tiểu đường. Ông uống trong vòng 15 ngày, ông hỏi cây này cây gì. Ông uống cái này, ông chích nữa. Mà ông ăn, ông thấy nó ngon, ngon miệng. Mà ông đo đường á, tự nhiên đường tụt xuống. Chứ mình mới nói bây giờ cây cổ mực. Ông nói bây giờ làm sao đem về Pháp rồi. Ở Pháp làm gì có cây cổ mực. Tôi mới đi, tôi cũng lanh tí. Ra về lớn mua 1 ký cổ mực khô. Đi về mình vũ ra, lấy cái hộp đó, nhúm đó, bỏ trong cái bịch, đưa ông bỏ hành lý về bển. Sau này ông rước tôi vào bển, rước đi 2 tháng. Ông trồng cái từng liếp này. Cái này sau này ông sản xuất cái đó sao mình không biết. Nhưng mà mấy cái cây này nó hay quá. Tôi bây giờ tôi không uống nữa. Nhưng mà mỗi ngày tôi hái nó phơi khô. Mỗi ngày tôi hốt nhúm, tôi rửa sạch, tôi bỏ vô cái ấm. Tôi hãm trà tôi uống. Mà tới bây giờ tiểu đường ông không còn chích như xưa nữa. Nhưng mà ông nói là nó rất là hay. Ông về ông trồng từ liếp liếp. Đó, nhờ cái bài tiểu đường đó mà tôi đi phát cái bài đó. À, là chúng có muốn hỏi gì nè. Dạ sát luôn, uống sát luôn. Dạ. Để xây nhuyễn. Đối nói cũng được. Cái sáng là xúc miệng xong làm khúc, cái trưa làm khúc, cái tối làm khúc. Rồi đó cái có tay gò dấp á, nó bị đường mà chỉ nó uống nó giảm cái rõ luôn, nó cũng đo được. Đó. Nhưng mà nó rất là sợ, nó thêm cho mình một kinh nghiệm nữa. Cái bữa nó nhậu, ngày hôm sau nó khát nước quá. Cái sẵn cái ly nó quậy thấy mát á, uống nó ngon ngon nó quen, anh làm một hơi hết đi cối. Trong vòng 5 bước sau cái nhà nó quay. Tại vì nó quá hàng. Cái bài đó, cái tánh hàng, uống vô nó mát quá, nó quay, nó ngồi phải ngồi nó hết hồn đổ mồ hôi. Thì nó sợ luôn. Đừng thấy cái đó mà uống cái nào cũng phải đúng liều. Rất đơn giản. Rồi có ai hỏi gì nữa? Mực tàu với chị chứng dời hả? Chứng dời. Một chứng bệnh dời. Chứng bệnh thứ hai. Muốn biết chứng bệnh thứ hai không? Không được. Trong lọ gì khi nó pha, mình cái tánh này nó kỹ. Rồi nghiên cứu sao cây mực tàu nó bán mấy tiền nó bắt cái chỗ nào cũng bán, mình mua cây để dành ai bị mình xích cái đó. Khoanh từ ngoài khoanh vô, ở ngoài là mình bao xong cái mình khoanh vô tới ngay ở chính giữa, một ngày xích 3 lần.
cái gì chưa hiểu. Dạ, mình sức cái nó khô, cái mực xạ nó là nó làm là cái chất mà carbonic đó, nó rất là hay. Mà cái trứng dề leo ấy, là do bị dề leo nhiều khi do cơ thể trong người mình, nhưng mà thường là do cây cối, những con vi khuẩn trong cây cối, những nhà nào trồng cây là hay bị cái trứng mà dề leo. Mình bôi á, thường nó bôi trong vòng khoảng 2 ngày hết rồi. Bôi á, là từ sáng chút xíu là nó khô liền trong vòng. Cái mình cứ việc bôi, nhưng mà nhớ đừng có cho nước lạnh nó vô ngay cái chỗ đó là nó sẽ nhảy, nó kỵ nước lạnh. Mình tắm mình mới chừa nó lại. Và sẵn nói nó luôn á, cái cây mực xạ đó nó còn trị một chứng là những người mọc cái hạch trong nách để lâu ngày nó kêu là hạch lao, rất là khó trị. Thì khi nóng nhiệt trong người, mình ăn uống mình táo bón nhiều ngày, cái quả nó bốc lên, nó mọc mấy cái hạch nó chạy qua và làm nách. Thì lấy rau dấp cá, cạo cái mực tàu ra giả nó cá, cái cạo mực tàu ra giả nát, tối ngủ đắp hai bên này, đắp thì dài gài nó lặn mất tiêu. Không có nhiều bài thuốc đó, rất là hay. Cái tỏi ngâm rượu quá, tại cái tỏi nó rất là hết, nó rất là tốt. Cái tỏi là cái sức đề kháng nó rất là mạnh trong cái tỏi. Tại đây khi ăn cơm á, là mình ăn nên mình ăn 1-2 tép tỏi nhỏ, đừng ăn nhiều quá nó hại cái khí của người mình. Cái tỏi ngâm rượu đó, thường thường nó nói có bệnh uống không bệnh uống gì, đừng có uống ngừa, cái để dành ngâm ấy, khi nào có bệnh uống thì nó hay hơn. Dạ. Nghe không rõ. Tại nghe nó không có rõ. Để sang. À, hồi nãy giảng bài là kiết nhiệt. Kiết nhiệt không phải kiết hàn. Kiết nhiệt á, một ngày đi cầu mấy chục lần, chứ đi rồi chút xíu có chạy lại đi tiếp. Chỉ có một bài đó, bài đó là do tôi bị tôi uống, tôi mới biết, mình ghi chép lại. Kiết hàn là tí nó không phải đi cầu mà nó mắc cầu hoài, nhưng mà không biết là tại vì tôi hồi đó tôi bị kiết nhiệt, tôi dùng thì tôi mới ghi lại trong sách cái bài nào hay như vậy. Còn kiết hàn thì mình không, chưa ai bị cái đó, mình không có trị cái đó thì mình không biết. Nhưng mà nếu mà uống mình ăn cái đó nó cũng đơn giản, tại cái lá mơ hụt gà nó rất là bình thường, nó không có độc, không có độc thì ăn cũng được, cứ gì ăn thử không sao. Dạ, cảm ơn. Dạ. 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 Hồi nãy bác có nói là chị cao huyết áp, thì cha con bị bệnh tim đau cơ bụng và cao huyết áp. Thì trước thì có bị đột quỵ 2 lần, thì may là cấp cứu kịp. Thì câu hỏi thứ nhất là muốn hỏi là khi mà người mà rơi vào tình trạng này thì nếu mà họ bị cao huyết áp thì sẽ cấp cứu như thế nào? Và thứ hai là cái bài thuốc mà bác chia sẻ là chanh cái đường đó, thì mình có thể uống được hay không, tại vì có bệnh nền là ta không được. Dạ. Cái chanh cái đường á, mình nếu mình ăn cái đường không thì nó này khác. Cái phương pháp nó gọi là phương pháp ủ chanh đường. Thì cái chất chua của chanh
những cái đường nó quẩn nhau thì mình uống không có hại gì. Đây là những bài thuốc trị vô hại, cứ gì uống. Nhưng mà anh nói là anh bị ví dụ như là cao huyết áp, điều huyết áp mà ngủ huyết áp nó lên thì phải trị sao, đúng không? Thì cái huyết áp á, mà đang ngủ huyết áp lên á, đầu tiên á, là anh không có được bước đi, không có nên bước đi. Mà cái tay anh mỗi ngày có anh tập về phương pháp này rất là hay. Vậy nè, vút lên nha, nên nó hạ huyết áp á, cứ vút lên. Thứ nhất mình vút là cái trán mình nó không có nhăn, tập thể dục luôn đó. Mà chỗ này là hệ thống về con mắt, nó có ra là nó có những cái bài tập riêng. Khi mình vuốt vậy, trung bình mỗi sáng vuốt là khoảng từ 6-7 chục cái là không bao giờ lên huyết áp. Nửa khuya lên huyết áp đột xuất, vuốt hai đầu tay. Nhưng mình nắm cái này vuốt nè, nắm như này, nắm nhẹ vuốt nè, vuốt mạnh, hay là không cần nắm, vuốt mạnh xuống, chút xíu huyết áp hạ liền. Cho uống ly nước chanh, đừng chua quá mà đừng ngọt, đừng có ngọt quá, hơi chua chứ. Mắt nằm miên, chủ. Còn triệu chứng của tai biến đã nhập viện rồi, đi về muốn hết luôn nó cũng dễ. Nhưng mà cái thuốc này rất ăn mắt. Là tôi làm bài thuốc, mà cái bài thuốc này mình không có bào chế, nhưng mà thuốc của Trung Quốc. Là tôi có thằng đứa em ở Hóc Môn, nó vừa nhậu cái này cái nọ, mà khi mình lên huyết áp nó lên quá cao, chở cấp cứu 7 lần, tôi nghe hết hồn. Cái đó bây giờ khi nào cấp cứu về báo liền, tôi đâu có thời gian, tại khách khứa đâu không chạy được. Tôi mua cho nó một viên An Cung Ngu Hoàng, một viên 1.8 triệu, một viên không dưới thuốc nhỏ xíu 1.8 triệu, về cho nó uống tới bây giờ bình thường. Cái đó rất là hay. Mà những vị lãnh đạo cao cấp người nào cũng có thủ theo cái viên thuốc để ngừa về tai biến, rất là hay. An Cung Ngu Hoàng, nhưng mà mua phải quen nha, nhiều khi nó giả. Viên thuốc bẩn tôi mua quen nhờ mua giùm 1.8 triệu một viên, một viên thuốc tể nhỏ xíu 1.8 triệu. Nhưng đắng lắm, đắng lắm. Bây giờ tới cái bài mà bài này về là tự làm Đao Bao Tử Kinh Liên. Nhưng mà cái bài này trị những người ốm, không trị những người mập. Những người mập á, mấy người mập trong mập nó tôi Đau Bao Tử, chưa phải Đau Bao Tử. Ăn uống kiêng cử thì nó bớt ra. Cái tối mà quất tôi hủ tiếu vô heo vô, ngủ nặng bụng ra. Nhưng mà có nhiều người bị Đau Bao Tử Kinh Niên, trị đông ti không hết, chỉ có một bài này trị hết rồi. Mà cái bài này á, khi mà bị Đau Bao Tử mà Kinh Niên á, con người nó ốm. Thứ nhất là người ốm, ăn uống thì không được, ăn không tiêu, ăn đến ợ luôn, không tiêu. Thứ hai nữa, lâu lâu bị tiêu chảy, lâu lâu bị ốm bữa, ăn cái nó dội, càng giống như mấy người đàn bà ở cầu, có bầu đó, ốm bữa vậy. Thì cái đó là đúng bệnh. Chờ bài thuốc này làm uống, cái này phải ghi, chứ còn nếu không ghi thì không về nhớ. Mình ghi để mình giúp cho người ta, mà phải ốm nè. Bài thứ nhất á, đậu xanh cà nửa ký. Đậu xanh cà nó đậu xanh mà nó phân nửa hộp. Đậu cà nửa ký. Thứ hai là 1 ký nếp, nếp gì cũng được hết, không cần phải nếp ngon, nếp là được. Hai thứ này bỏ vô chảo, rang cho nó chín. Rang chín nha. Mình rang thì cho nó cháy, cứ đẻo để lửa riêu thì khó rang, chín để qua bên. Thứ ba, một nhúm muối hột. Muối hột một nhúm nè, một nhúm muối hột á, nhúm này với một nhúm tiêu sọ. Tiêu sọ mà cái loại tiêu trắng, một nhúm thôi. Hai thứ này bỏ vô mình rang cho nó thơm, chứ không phải rang chín. Sau khi mình rang rồi, mình bỏ tất cả vô. Nếu nhà có máy xay
thì xây thành bột. Còn có gì có giả, còn không mình đem mấy tiệm mà nó xây thuốc á, mình cho nó, mình cho nó xây về bỏ vô cái hũ keo để dành cái này á. Sáng uống muỗng, uống cà phê lưng á, sáng uống muỗng lấy tí nước ấm đổ vô rồi uống ực, tối trước khi đi ngủ uống muỗng, uống chưa hết thuốc là hết bệnh, ăn uống trở lại bình thường, không còn đau đớn nữa. Dành cho những người mà ốm à. Có nhiều người đau tử ốm không ăn, ăn vô ói ra, cứ ở ngồi cứ ở khó chịu mà phải ốm người. Còn mập á là chưa phải mập á là chưa phải đau tử. Rồi có ai hỏi cái bài thuốc này? Dạ. Nó ho nó nhiều chứng, tại vì nếu có dịp nào cái mạch không cần uống thuốc, tôi có một cái phương pháp ho cả nào ho sặc sụa thì bấm mấy quyệt ra trên cái này, bấm quyệt hết ho. Còn mà nửa đêm tự nhiên mà nó ho à, nửa đêm tự nhiên mà nó ho, mà ho sặc sụa, nó ho mà mình phải ngồi dậy mua cam thảo ngậm từ 20 lát đó, ngủ là bình thường. Dạ thưa thầy, con bị viêm xoang, những cái mũi hay chảy nước hay đau, thì có cái thuốc hay là có phương pháp nào mà hút những cái viên nào? Dạ có. Thì cái đó chắc phải ghé vùng mạch. Tôi được có đem qua số cái gọc viết có gửi rồi đó. Tại nhà nó có một cái thuốc viêm son mà cũng nổi tiếng lắm, thuốc bắc mà làm thuốc viên đó, mà nó rất là rẻ. Tôi mấy cái thuốc đó bán rẻ lắm, một hũ 30 gói mà không có bao nhiêu tiền, mỗi ngày uống gói trị về viêm son. Viêm son mà nó chảy, mấy đứa học sinh đó, đi học đó, khi nó học ra là cái vỏ nó, mà nó uống nó có nửa hũ nó hết. Ở nhà có thuốc. Tiêu viêm son nó nhiều chứng do vách ngăn hay do thời tiết. Đó, nó khác nữa. Do cơ thể mình yếu, không có sức đề kháng với lại cái thời tiết, nó bị rồi. Cho nên tất cả những bệnh nào mà nó lâu ngày nó nan y là phải xem cái mạch. Xem cái mạch. Tại cái mạch nó rất là quan trọng. Tôi cũng đang dạy thuốc ở nhà. Dạ, trong số người ở nhà. Dạ. 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 Nhưng bé nó bao nhiêu tuổi anh? Nó bị từ nhỏ tới lớn. Thì nói chung là cái bệnh đó nó rất là khó trị. Nó bị ngay từ nhỏ lớn. Nó bị teo cơ hay là nó bị một cái tai biến gì đó là nó ngồi. Hả? Nó là viêm cơ. Cái là viêm viêm cơ. Dạ. À viêm cơ. Không bị tai biến, không bị té, không bị đập. Tức là trong năm năm học thì mỗi lúc đầu thường mỗi lúc trẻ á, rồi tới lúc sau thì nó phải cái tay nó dở không được, từ từ
chi hoặc là từng tay, từng chân, từng chân trái, chân phải. Thì tới bây giờ nó sẽ đau rồi. Giờ tôi nói nghe, thí dụ mà trường hợp nó bị té, mà nó bị cái tình trạng đó, bây giờ bác sĩ nó bị suy cơ, viêm cơ nghe nói đó, bây giờ anh mới đi chụp hình để coi nó bị về những cái hệ thần kinh, cột sống rồi xương khớp nó bị chỗ nào, rồi có dịp nào anh chở cháu xuống một mạch thì tôi coi tôi mới nắm được. Chứ anh nói vậy nó rất khó, những cái bệnh đó, những bệnh nan y rất rất là khó trị, và nó cần tôi chỉ anh. Hello. Một ngàn. Nếu cần tôi chỉ anh cái phương pháp về anh tập cho cháu. Tại tôi hồi xưa tôi chuyên về châm cứu trị bại liệt, nhưng giờ tôi không có thời gian, tôi nghĩ rồi. Tôi chỉ anh cách tập làm sao để cháu đi được. Nó có phương pháp rồi đó. Dạ. Dạ, đúng rồi. Dạ, bụng đói. Sáng dậy xúc miệng nước mặt xong uống một muỗng nhỏ, tối trước khi đi ngủ uống muỗng nhỏ, rất là đơn giản. Dạ, tôi cảm ơn. Dạ, dạ. Thì bây giờ là nó đã đúng tiếng hồ, xin phép chỉ một bài nữa để nhường lại để cho, tại vì có một tiếng hồ. Thì có nhiều đứa trẻ mười mấy tuổi mà lưu gì rồi trị cho cái tay kia, nó bị viêm gan, mà nó vàng da, nó viêm gan mà sưng gan, bệnh viện chạy. Bây giờ xuống năn nỉ quá, con mắt nó vàng, gan từ trên đầu vàng, nó vàng như nghệ. Cái này bây giờ muốn hết vàng, chỉ tuần lễ hết vàng, mừng quá trời. Hỏi sao vậy? Phải hút cho con uống, không. Về lấy rau dấp cá, cái rau dấp cá rất là hay. Một núm tay giả nát ra, giả nhuyễn với một trái dừa xiêm. Dừa xiêm chứ không phải dừa bị dừa đó, dừa xiêm. Bỏ vô quậy, cắt cái nước uống một ngày lần. Mà nó cái thể trạng nó bị bệnh đó, nó nhiều bệnh đó. Nó là bệnh viện chạy rồi. Bây giờ trị cái trứng vàng ra trước cho nó. Thì chỉ nó có nửa liều, cái dừa mình phân nửa, dấp cá nhắm nhỏ thôi, giả ra. Xong chế xiêm quậy, chắc cái nước uống, uống ngày lần. Thì nó uống nay được tuần lễ, tự nhiên nó hết vàng. Hết mình còn chính, mình trị nó, mình không thể ngờ. Cái bài thuốc trị vàng da vàng mắt rất là hay. Mình nên ghi lại, con cháu ai bị mình chỉ ra, đâu tốn tiền. Chắc bây giờ một tiếng nè. Thì đúng ra nó còn cả cái quyển này. Nhưng mà tại vì cái thời gian nó có hạn, thì cũng xin phép giờ là cũng có truyền đạt những cái bài thuốc. Có những cái thiếu sót gì thì đại chúng cũng hoan hỷ, và có những bài thuốc nào hay thì cũng xin chỉ cho thầy Dánh. Thầy Dánh sẵn sàng học, năm nay 74 tuổi nhưng mà học thì học tới già, cũng xin phép. Dạ. Dạ. Thì cuối cùng là kính thưa Chư Tăng, Ngài Hòa Thượng Bổ Chánh và đại chúng, đây là lần đầu tiên tôi đến ngay chỗ chùa Nguyên Thủy này với thiền viện Nguyên Thủy. Trong quá trình sẽ không tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý sư, quý thầy và đại chúng cảm thông và góp ý thêm. Buổi tọa đàm đến đây cũng đã hoàn mãn, kính chúc quý Chư Tăng và đại chúng luôn được sức khỏe và an lạc. Thì có nhiều bệnh cần phát mạch thì quý vị có thể liên hệ vào tổ chức để lấy
thưa 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 th